Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đến thăm một nhà của người Mông. Ở đây là anh trưởng bản, anh Chơ trưởng bản Nong Quang, xã Khoe Non, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Thì mình vào đây mình tìm hiểu thì có một cái điều rất đặc biệt của người Mông, đó là cái vị trí đặt bàn thờ và bàn thờ. Đây, khác hẳn với bàn thờ người Kinh hoặc người Thái thì bàn thờ người Mông cực kỳ đơn giản các bạn ạ. Bàn thờ người Mông chỉ gồm có một tờ giấy này, và ở phía giữa thì có dán một cái tờ tiền. Tầm này từ cái này gọi là vàng nhỉ, người Kinh mình gọi là vàng nhỉ, gọi là từ vàng mã đó vào đây. Và các bạn có thể ý này, ở bốn vị trí này có bốn cái nhúm lông gà trống. Đây là đúng như lông cổ con gà. Và người Mông thì thường chỉ cúng đúng một lần vào Tết thôi. Mà Tết của người Mông là mùng 1 tháng 12 hàng năm, nghĩa là ăn trước Tết Nguyên Kinh một tháng. Đó. Thì khi mà họ mổ gà cúng thì họ sẽ lấy bốn cái nhúm lông này dán lên bốn cái điểm của cái tờ vàng này, đặt đây. Còn đây, dưới này là cây nhang. Người Kinh mình gọi là bát nhang ấy. Cũng cực kỳ đơn giản, là chỉ có một cái đoạn nứa này chắc tầm khoảng 1 mét. Và đây có một cái đoạn này để cắm nhang vào đây. Đó, rất đơn giản là chỉ có một đoạn này để cắm nhang vào đây thôi. Đây là hình thành bàn thờ. Nhiều người nếu mà họ đi theo đạo ấy thì họ chỉ cần lấy tờ giấy này vứt đi thì là thành ra là không có bàn thờ nữa, là họ theo đạo là không có cái, trong nhà sẽ không có cái tờ vị trí này, nghĩa là không có bàn thờ. Đó. Và ngoài ra trong nhà còn có một cái cực kỳ quan trọng nữa, đó là cái cây gỗ này. Cái cây này mình sẽ quay cho các bạn này, quay các bạn cái cây này. Nó chống lên tận nóc luôn. Đó, nó chống lên tận nóc nhá. Nó chống từ đất này lên tận nóc. Nhà người Mông nào cũng phải có một cái cây này. Không có cây nó cây này nó là dạng cột chính ấy. Cực kỳ quan trọng. Nhà nào cũng phải có. Kể cả nhiều người và đã trưởng thành mà ra những nơi khác sống, nhưng mà họ xây nhà nhưng mà họ vẫn phải làm một cái cây chống lên tận nóc. Cái cây này nó biểu tượng như kiểu trụ cột của nhà, cây chính. Nó thiêng liêng như bàn thờ của người Kinh. Thiêng liêng như bàn thờ, các bạn thể ý này. Nó là một cây gỗ chống lên tận nóc luôn. Đó. Thì theo mình tìm hiểu được thì các bác nói là cái cây này nó cực kỳ quan trọng. Nó là cây chống, cây trụ cột của một ngôi nhà. Trên này thì không biết là dán cái này là cái gì thì cũng không hiểu lắm. Nhưng mà giấy như này chắc là mỗi năm họ dán một lần. Khi mà đến Tết thì họ sẽ làm mới đi, họ dán một lần. Vào nhà của người Mông thì các bạn có thể ý là ngô, những nhà mà có ngô treo nhiều như này thì là những nhà đều khá giả. Đó, ngô này thường chỉ dùng để cho gia súc gia cầm ăn thôi và nấu rượu thôi. Đó. Đó, đây là ngô. Ngoài ra thì cái phần gác xép này để chứa dụng cụ lao động, cày bừa rồi các thứ mà không dùng đến thì người ta để này gác trên này. Đó, hai tiền gác xép này, gùi này, rồi là cày bừa này. Đó, nói chung nữa thuộc linh tinh vấn đề. Ngoài ra thì ở trên bản này còn trồng được thảo quả thì nó là một cái sản phẩm đặc sản của địa phương đấy. Thảo quả này rất là đắt. Thảo quả này hiện tại thị trường bán 120 một cân. Thảo quả thì cực kỳ thơm, làm gia vị này, làm thuốc này rất là tốt. Hả? Thanh. À. Cái này riêng con dâu là không bao giờ được trèo đúng không? À. Không cho đụng dao, đụng kéo vào. Nếu đụng dao là không trèo được đâu. Khách ngoài cũng không trèo được đâu. Tóm lại là dao chứ không cho đụng vào đây à? Anh. Còn còn một cái này nữa là các bạn có thể thấy cái này cực kỳ đặc biệt, đó là cái thang này. Khách ngoài cũng không gọi là cái thang hả anh? Vâng, thang. Gọi là cái thang, thang này thì chỉ có thế treo ở đây làm gì anh? Để lên gác thôi. À, thế là thang này chỉ có con trai được treo đúng không? Vâng. Con dâu là tuyệt đối không được treo. Có được chạm vào đây không? Có.
chạm thì được nhưng mà không được trèo đúng không? Vâng, các bạn để ý cái thang này, mình sẽ quay cụ thể các bạn cho này. Cái thang này nó sẽ đặt từ đây này, nó lên đến cái người ngoại cũng được trèo. Cái vị trí gác xếp này chỉ có đàn ông trong nhà mới được trèo lên đây thôi. Con gái được trèo không anh? Trèo được. À con gái. Còn riêng con dâu là không trèo được. Tuyệt đối được trèo. Vâng. Và người ngoại. Vâng, người ngoại không được trèo à? Người ngoại không. Con dâu và người ngoài là không được trèo. Vợ được trèo không anh? Vợ được chứ. Vợ chủ nhà được. À vợ chủ nhà được đúng không? Thì cái thang này nó rất là đặc biệt đấy bạn ạ. Cái thang này chỉ là gồm một cái cây gỗ thôi. Làm bậc thang đây. Trèo cực kỳ đơn giản thôi. Ôi thế này trẻ con nó trèo lên nó có bị ngã không? Có sợ không? Có sợ chứ. Nguy hiểm đấy nhỉ đúng không? Vâng. Cái này nó hơi nguy hiểm đối với trẻ con đấy. Vâng. Đó, không cho này. Trẻ con trèo đâu. Nhưng mà khi nó mình không ở nhà thì nó trèo sao biết được? Không trèo đâu mà. Không trèo đâu. Thế à, dặn nó à? Vâng. Nhưng mà đứa nào nó nghịch nó vẫn trèo chứ đúng không? Lúc mình đi là mình úp nó xuống rồi. Thì có trẻ con này. À lúc mình đi thì mình bỏ xuống á? Úp. Đằng này đằng có bậc. À đúng rồi. Úp vào chỗ đằng kia trơn. Ok đúng rồi đúng rồi. Không trèo được. Nhưng mà nhiều khi mình đi mình quên thì mình cũng để đấy chứ đúng không? Vâng. Không nhớ đâu. Nhưng mà con trẻ con là lúc nó phải nhớ. Nói chung là cái thang này cực kỳ đặc biệt là riêng con dâu nhá là không được trèo đây. Và cái thang này cũng không được động dao kéo rồi các bạn. Riêng cái thang này là không động dao kéo. Cái thang này sẽ để gần với cái thang này để luôn để gần với cái cây kìa anh. Vâng. À, cái thang và cái cột trụ kia để gần với nhau. Thực sự cái nét văn hóa này hôm nay mình mới được tiếp cận mới biết được. Rất là đặc biệt. Đó. Nhưng mà là mình đấy. Còn đây là anh làm cái này nấu rượu à? Anh chưa? Cái này nấu rượu à? Vâng. Để nấu rượu. À còn cái vị trí này là một cái bếp lò các bạn ạ. Lò này để nấu rượu. Ở đây nấu rượu sắn hay rượu ngô anh? Rượu ngô chứ. Toàn rượu ngô à? Vâng. Thế hôm nay được uống rượu ngô không? Có chứ. À nếu uống rượu ngô chắc say lắm nhỉ. Đây chắc là cái bình này anh ủ rượu đúng không? À. Ba thùng liền. Thực ra thì nhà người Mông thì đơn giản. Mà đặc biệt là nó rất thấp. Các bạn ạ, mình chỉ có 1m6 thôi nhưng mà cái mái này nó chỉ được 1m6 thôi. Nếu mà người nào mà cao mà đi vào cái mái là kiểu gì cũng chạm đầu. Đặc biệt cái nhà bởi vì là địa hình ở đây là nó cao. Nên là gió là nhà người ta này thiết kế rất là thấp. Các bạn để ý này, rất là thấp. Chỉ vừa đầu người là cái chỗ máy pro xi măng này họ làm rất thấp. Đó. Video của mình đây là kết thúc. Mà các bạn mà có yêu thích video thì cho xin một like, share, sub. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Chào tạm biệt các bạn.